Dương Hậu xin chào các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Hôm nay gia đình anh Quốc và Chế Bó ở Hoa Kỳ có gửi 100 đô Mỹ cho hội từ thiện ở 7 gửi cho Dương Hậu giúp cho tủ bánh mì từ thiện ở bệnh viện ở 7 thì mỗi tháng gì đó 200.000 giúp cho bánh mì người bệnh người nghèo khó khăn ở bệnh viện ngã bảy. Đây là việc làm công đức vô lượng kiếp phước đức trường tồn. Dương Hậu cũng thay mặt người nghèo người bệnh ở ngã bảy xin cảm ơn anh Quốc Chế Bó, chúc cho anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình luôn may mắn và bình an. Dương Hậu mới mở trang YouTube Hậu từ thiện ngã bảy, mong quý vị chia sẻ và đăng ký like thích. Nhà mạng có thưởng tiền, Dương Hậu dùng cho tiền nó vào quỹ từ thiện ngã bảy giúp người nghèo bệnh không tiền sửa chữa. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.